chuẩn bị gói bánh nha anh em. Bà nội, mẹ con mày bao nhiêu đó, quay tiền xếp đó. Mẹ đeo cái chuyền bự với mẹ. Ừ. Quá trời. Mấy lần đó. Mấy lần đó con. Trời ơi, da đó. Đậu. Không chuẩn bị nha anh em. Chuẩn bị gói bánh. Bánh tét. Nhân mỡ, nhân chuối. Mỡ nhân chuối. Này gì đây? Ồ, này là nếp. Rồi để con giấy để làm gì? Để con giấy làm gì? Bóp cái gì mà lại? Vậy mình ướt cho nó tốt đi. Vậy là mình ớt cho nó thấm. Rồi cái mình để vô vậy là mình gói nó cũng tròn. À. Con để nguyên cái nó không tròn cái nhanh. Ngộ ha. Ừ. Phải có kỹ thuật hết. Sao người ta thấy người ta trẻ trẻ ra mà. Ừ, người ta muốn gói. Ta muốn gói ba trái nữa. Thì một trái vậy nè. Rồi cái nửa trái này ta cặp kè vô là ta cho trẻ trẻ. Trời ơi, muốn nuôi với mày mày ơi. Còn mình bốn trái. Ta tính năm trái đó, nửa trẻ trái. Quá trời bánh này anh em ơi. Biết bánh không? Biết không? Biết bánh tét không? Trời, con đâu ăn đâu, con đâu biết ăn đâu. Ăn không ra chứ. Chứ nuốt không à, không biết ăn. Nó ăn không ra đó bà Tết đi. Vô không á. Nó ăn không ra là nó đi. Bà Tư ra, bà Tư có bánh tầm kìa. Dạ. Sáng con đi ra ngoài coi cái tình hình buôn bán như thế nào mà bà. Có đâu con coi bà con làm ăn như thế nào mà dạ. đi mua ly cà phê 6.000 ăn 2 tô uống rượu 12.000 lòng 24.000 ông ba uống 2 ngàn ba ngay điểm luôn qua đây là ở đây chứ đâu quá trời ơi đi quán đẹp rồi cái mười ba ha, mười ba quá đẹp à. Vợ làm cái gì vợ? Mười ba quá đẹp. Vợ mày làm được cái đồ nhỏ gì? Không, mà mẹ, mẹ quấn cái đó mới kỹ thuật nữa kìa. Con làm nhà xấu quá chắc đi về. Đó nãy giờ chưa được làm gì. Đây rồi, bà chưa được gì. Bây giờ con giống đây. Không. Bây giờ mà giống đây, giống đầu cái hả quay lại hè nhau đứt. Ừ, ta giống nữa không à. Giống đây, hè nhau lại mình đứt chút xíu là một vài đoạn đầu là con giống. Rồi cái nào nhưng cái nào nhưng chuối cái nào nhưng rồi nhưng chuối đâu mà bà nội nhưng chuối đâu có anh thì có em chứ thích con gái. Đồ này là chính phải không? Thì mày đem mày con đó thì mày đem cho nó nhờ đi chứ làm sao vậy? Này là để cho bà con cái nữa là đem dẹp luôn nè, cái này nè. Đem dẹp luôn mẹ. Đem qua đó để. Đem mở cúp xe này ơi. Mẹ đem cúp xe, bỏ cúp xe mẹ ơi. Cái màu vàng gì đó. Nè cái bài gì? Mấy hồi xưa nè, nó nứt bánh luôn rồi phải không? Thường ta nứt ở dưới quê ta nứt bằng dây không mà ta. Cái này mình chơi dây tép rồi. Mấy bữa nữa gặp nhiều người có nắng, nước dây này, nước dây này đẹp lắm. 2023 nên nước dây kia này không à. Đẹp không cả gan chị ăn. Chơi vậy đó. Nhìn tay trái cắt này không đó. Năm nay tốt nghiệp hả? Chuyến này đi mình vô luôn hả? Chuyến này đi mình vô luôn không hả? Ở đây thức sớm mệt quá mệt rồi. Đi mình vô sao hả? Dạ, đi cho trắng như vậy đèn quá đèn. Đây. Đèn nó cắn quá. Ừ. Ừ. Bây giờ ngay đây vợ kìa, vợ có đẹp, đừng quay cô. Nứt nè.
Y chang như màu áo luôn nha anh em. Đó, bánh là y chang màu áo luôn. Mày gung gung chân à. Rồi chuẩn bị đi bắt nước anh em ơi. Nó bắt nước anh em ơi. Nào nào nổi. Nhỏ ở đâu? Nghiêng lên đấy luôn hả? Vậy con nhỏ nào nhỏ riêng anh ơi. Đầu nước mình bắt lên đi. Nước mình nhiều quá vậy nổi. Ừ, anh hai mày nhiều quá. Đây có những đúng. Nghe chưa? Ừ. Trời ơi. Nồi nhỏ bắt đi con. Tiếp tục bên đó nào nổi. Ừ, tiếp. Mình không biết nữa. Không tết nữa, không tết nữa. Rửa bên này nữa, tiếp tục. Cái thùng đằng 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 bưng bưng nồi nó bắt lên đây coi con. Chưa, nó nhúng rồi mẹ, nồi. Bắt lên đi, con nhúng luôn. Sang qua hả? Ừ, chắc đi dọn. Đi đông qua là hiểu dần lắm mà hả? Thịt nữa nè. Đêm qua này gì đây Út? Dưa chua luôn anh em ơi. Dưa chua luôn. Đây. À, từ từ. Vịt luôn. Cá luôn. Cá luôn, cá chiên luôn. Chịt nấu cháo làm gì chờ Út? Cháo liền nè. Nè ốp vô luôn nè. Thịt heo làm gì ốp ơi? Heo là... Quay quay dạ. Quay dạ, quay dạ. Thiệt luôn. Quay thiệt luôn, đang quay luôn nè, quay thiệt luôn. Chuẩn bị không? Không chuẩn bị nè, đó anh em ơi, bắt đầu ra ngoài này. À, chơi cây nhà ở vườn luôn, khung cảnh luôn, nhà cây nhà ở vườn chơi luôn, đó gạt nhà luôn. Chúc đầu lên chữ tiếp tục luôn. À, mình chuẩn bị nha anh em. Thì bắt đầu cái tổ chức sinh nhật cho bà nội, mong sáng cúng nội bông lên luôn nè nội. Ốc thịt nè. Tha tay rồi chứ Út, Út tha đấy nó đều không Út. Mấy tha tay rồi vô bóp rồi vô cái rồi mà ấy rồi. Bóp sơn mẹ bà. Bóp sơn đâu đó nữa hả? Mẹ ba cắm nè. Bóp sơn mẹ. Tay nghề bốn mấy năm rồi đó. Khâu chuẩn bị đã xong. Khát nước quá, giờ chặt dừa xong rồi, giờ uống nước dừa thôi. Đó. Trời ơi, trời ơi, mẹ tôi chơi giờ đúng bài luôn. Nước mà, 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 nước cây nhà lá vườn nước nước rồi ba mở màn chương trình văn nghệ nha anh em ơi.
Không, không, không. Để đi. Ê, thằng mặt nó không có vô. Vô đây, vô đây, đừng có mấy. Ok.
Thôi đây được rồi. Đây là thấy được. Lên đâu? Không có thấy gì đâu. Đi hồi tới hôm qua nè. Thấy chưa? Bà ở tí hôm nay cái điện thoại mà chụp cho hết. Thấy chưa? Thấy chưa? Bà đó. Nè, thấy chưa? Tôi cho bà nội kìa. Từ từ xuống đưa cái bản mặt vô luôn bà nội. Ừ. Vô. Hai ba. Đủ chưa? À, lụm. Một vàng vỗ tay cho anh Bung ảnh khu của chiều tối hơn ơi. Cũng mưa rất nhiều. Vỗ tay nè, cắm. Quên gì không? Bà chấp nhận đây. Lại chụp hình không hát hết đi bên đây chú Du. Nè. Chưa tặng quà nữa. Chưa tặng quà cát nữa. Giờ ta hát nè. Một. Làm nghi thức đầy đủ mới được chứ đâu được vậy phạt à? Ai đi là phạt 5 xị. Hả? À, ai không hát phạt 5 xị. Nha. Chuẩn bị. Nước giặt xả. Samsung AI cũng. Nước giặt xả vô. Rồi, chuẩn bị, chẳng xin lấy 1, 2, 3, mọi người cùng hát nha. Quay lại đây quay. Hát phụ nào nổi, mình lên hát nổi. Một. Một, hai, ba. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Vô bạn ơi. Trời vô luôn rồi. Bàn tay năm ngón em có 3 chiếc nhẫn. Rồi, cho anh dạy vỗ tay đây. Hôm nay ta cùng mọi người nơi đây. Mỗi người bên nhau ta hát mừng sinh nhật. Together we'll be a time we'll just for your birthday. One, two, three, we'll go on.
sôi sang sức sợ. Cái này nó cái điện đúng không? Rồi, bữa